Hello, toàn thể quý vị khán giả đến với kênh Sắc Màu Vùng Cao. Hôm nay tôi lại lang thang đi vài địa điểm nhỏ nhỏ review để gửi đến một toàn thể quý khán giả cùng thưởng thức nha. Rất mong mọi người xem video, ủng hộ, đăng ký kênh để em lấy động lực gửi đến toàn thể quý vị những video mới lạ về vùng cao nhé. Và chúc toàn thể quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Vâng, bây giờ là tôi đưa toàn thể quý vị đến với một địa điểm dùng bậc thang, đây gọi là khu gương trời quý vị ạ. Hiện tại là đang mùa lúa đang chuẩn bị trổ đồng nên là chúng ta sẽ không có gương trời để ngắm, bởi vì gương trời là phải vào mùa chuẩn bị ruộng để cấy quý vị nhá. Đấy, sau khi lang thang mệt thì cũng nghỉ nấu cơm ăn, cũng đạm bạc vậy thôi. Em xin mời toàn thể quý vị nhé. Và ăn xong là em sẽ tiếp tục lên đường để review và vài góc nhỏ nữa để gửi đến toàn thể quý vị khán giả nha. Vâng, và tiếp theo đây là địa điểm đèo Khao Phạ. Chỗ mình đang quay đây là chỗ khu nhảy dù á. Vâng, và đây là nguồn nước ở ngay cạnh bàn Thái Kim Nội, khu làng du lịch trong thị trấn Mùng Chải nhé, ở bờ suối ngay suối Nậm Kim quý vị nhé. Quý vị đến thì hãy đặt chân xuống nguồn nước để trải nghiệm chụp ảnh selfie. Khung cảnh này thì tôi đang quay về chiều rồi, hoàng hôn rồi. Và đây là hành trình đi Vũ Chu Linh của xã Lao Chải quý vị nhé. Đi thì gặp mưa, đã trú mưa tại trú mưa nhờ trường tại bản Vũ Chu Linh. Tôi đã chạy xe ra ngoài, nói chung là đi toàn đi một mình nên là không có người phụ cầm máy quay, nên là để quay những thước phim mà cảnh đẹp để gửi đến thân thầy gửi đến thân thầy, nên là nhiều video không được thú vị lắm, nên tôi mong quý vị thông cảm. Đây là một khu chuồng trại của nhà dân. Đây là cái cối xay, cối giã gạo bằng nước của người Thái hay làm về ngày xưa. Chưa biết về máy sắt thóc. Vâng, và video của em đến đây là kết thúc. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ kênh nhé.